Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Như Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khả sẽ mở cái rương dùm cho anh Hóc Vật Cuốn nha anh em ơi. Và bây giờ Khả sẽ lên Hoa Sơn mở nha anh em. Trước khi mở thì Khả sẽ mua một chìa khóa. Đó, chìa khóa hoàng kim. Đã bắt hình rồi anh em ơi, ok chưa? Ok chưa anh em, ok chưa? Rồi, giờ Khả sẽ lên Hoa Sơn cánh quyền bánh này. Ôi, phụ bánh này. Hoa Sơn nha anh em, Hoa Sơn cánh kỳ chưa? Rồi, mở ngay là mở ngay. Ếch cuốn âm độc cũng nó cái. Đúng rồi thằng Đào ơi. Chuẩn bị ếch cuốn âm độc sẽ full set hồng kiếm môn phái nè mà à, được một set đăng bang và vài món hồng kiếm môn phái. Hiện tại đang tìm cái đao tóc thủy nữa mà tìm chưa ra. Rồi, mở nè anh em ơi. Ta bây giờ đây anh em ơi. Chúng ta vừa rồi ban Khả đã được một rương hồng kiếm môn phái bệnh viện. Thì anh Cuốn anh Cuốn lái đợi anh mở, nhưng mà anh kêu có 3 ngày anh định đợi danh một lần 5-10 rương á anh mở luôn. Mà giờ không có thì thôi mở một rương nha anh em ơi. Khả mở cho anh luôn nha. Ok anh ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cất vào vị trí nào đó vào khu rương nha anh em. Đây. Khả sẽ khu rương ở vị trí này. Đó, thấy ok chưa? Anh em thấy cái rương chuẩn bị chưa? Mở nha. 1 2 3 4 mở ra cái nón năm độc donate 5 lít luôn. Ok anh ơi. Khui xem là cái gì vậy anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi hồi hộp trong vòng vài giây nữa thôi anh em ơi. Hôm nay vừa ban sang được một rương và anh Cuốn mình mua luôn. Và bây giờ chúng ta cùng khui ha. Hôm trước thì có cái nón rồi. Hôm trước có nón phòng thủ lý rồi anh em. Dàn phòng thủ lý rồi. Khui này. Khui ở dưới đây tôi coi mấy ô. Khui là mấy ô. Khui mấy ô. 3 ô này nha anh em. 3 ô, ô thứ 4 chưa có luôn. Ok. Đây là chúng ta đã khui được 4 ô. Ôi 6 ô có vẻ là một cái áo rồi nè em ơi. Nhìn chúng ta thấy nhá nhá. Có vẻ một áo hay gì đấy. 6 ô. Trời ơi, áo nhỏ đang hay con lông đao đâu. Tầm này mà là áo con lông đao thì may ra cũng có giá nha. Áo nhỏ đang đa số mỗi mấy rừng toàn áo thôi nè em ơi. Toàn áo thôi, toàn này. Biết bao nhiêu tiền nếu một áo con lông ngon. Toàn áo thôi anh em ơi, bà ấy trưởng. Toàn áo không à? Áo không. Tiếp tục coi nếu mà áo áo con lông á, áo con lông thì ngon. Áo nhỏ đang thì tầm này là to luôn. Anh chấp nghĩa kêu áo thiên bang rồi, thiệt là áo luôn anh em ơi. Để chạy qua con lông chào anh cái chứ. À, chạy qua con lông chào anh cái cho áo con lông. Rồi. Không biết áo con lông hay nhỏ đang để mình chạy qua con lông phát ạ. Rồi, ngoài phát con lông đấy. Đồng, hai cái áo này con lông nhỏ đang AC nè em ơi. Nên là mình chưa rõ được. Nếu mà ra con lôn thì mày ra cũng có giá nha. Còn nhỏ đang thì em nghĩ toàn là nhỏ đang thì lỗ sắp mặt luôn. Nhỏ đang thì lỗ nửa tiền. Nhỏ đang lỗ nửa tiền ấy. Ta có việc khác. Rồi. Như đây, áo đây, khối này. Áo này là áo con lôn. Ôi, áo con lôn. Ở đây là màu trắng. À, nhỏ đang màu trắng à. 53 đâu ra, 41. Rồi, áo xịt này. Áo xịt tè tù. Con lông 3 cấp nhưng mà xịt này. Xịt cái phục hồi. Máy 47 được. Cho 41 triệu. Áo à, áo con lông anh ơi. Nói chung là chắc kiểu này chắc cũng bán lại đỡ xe mang thôi. Chứ tầm này không ai xài áo này rồi. Chưa đủ anh em. Áo nó phèn quá mà lấy đủ. Con lông đao pháp. Áo đao pháp, áo xương tinh. Nhưng mà có 41 thôi nè. 3 cấp, 1 cấp 41 con bàn. Chung quá là cùi. Áo này đỡ nói ra áo này cùi quá. Đủ này cùi quá. Cái này quá cùi. Áo cùi vãi. Cái này cùi vào đây. 47 nó không được. Phòng thủ bằng đánh minh luôn kìa. Minh luôn, phục hồi cũng minh luôn. Trời ơi. Đen quá đen. Ôi quá nhỏ anh em ơi, kết thúc cuộc tình ở đây. Rồi anh em nhận gì nhận lương anh em ơi. Nhỏ lắm. Má mở gì mà toàn mắt. Sao mình có khải mở rương nhá. Rồi giờ đó là anh nói mở rương, anh hơi mở rương thử xem. Má gì mà đàn áo minh luôn này mà. Rồi đó em mở cho anh. Đây trên gió đen, đây trên gió đen. Okay. Để em đi đòi xô nè mày. Cái nhân phẩm của em mở cũng tốt lắm á nha. Anh em về Tư Dương Nam nhận luôn. Hơn rồi đấy. Áo thiên bang nữa chịu luôn. Chị nhận lương Nam Boss Nam ơi. Để chào ông sống đó. Đúng rồi, làm bác xe con luôn. Cái chua của Thành Đô. Mở ra cái áo định khá nha. Mẹ cho thằng Thành Chí Thương Nhân mở đi. À, nãy lương bao nhiêu? À, thành đô 10 kim 500 xu. Thành đô chỗ trung tâm anh chị xuống ngay chỗ của á. 3. Ngay thành đô đông chạy qua tay trái luôn 9 giờ á, nó có cái đường hẻm á.
Bữa em mở nói ra được cái áo định khai mắt áo ra nè. Quán nhỏ như thường, đỡ gái nhỏ quá. Đấy, bữa em ra một áo định khai ra nè. Xe bữa này gần 6 tháng rồi nhỉ Văn ơi. Thế gần 6 tháng. Tử Vân Pháp Sư. Đi bộ vô, xuống ngựa đi bộ vô nha. Ai cả chưa? Nhìn nhận lương vô, nhìn nhận lương. Chùa là phải đi từ từ, phải đi bộ đàng hoàng, chứ không phải chạy rọc vô nào, không có chứng nào. Một bước đi, một bước quỳ. Rồi, lương coi. Tuyên nào nè em ơi. À, xấu người, xấu công, mỗi công là một kim 91 xu. Chim xấu công nè. Xấu công, sau đó là 3 kim, xấu, 3 xấu người góp bót này. Nem tắp hay ta? 1 kim 091 xu. Anh Khải đổi tên nhỏ được rồi, anh mất nhỏ, quá nhỏ vậy liền. Nó là áo cùng lồn, áo minh rồi. Khải chưa có cái nào được mắc biết. Chưa có cái nào gọi là đúng. Rồi, đúng công boss này 200. 4K ngon hơn anh. Giờ tẩu ra đồ cấp 2 mà. 4K ngon hơn mà ra đai thiên nhẫn chịu luôn. Khóc, hết được. Hai cấp luôn mà ghê. Kiểu này hiện lệ mình muốn đổi vòng kích chơi rồi. Vòng làm kích quýnh ai không? Phải mình mới nói xem vào kiểu xe vòng kích quýnh ai, bỏ. Đây, chi tiền em ơi. Chi tiền phụ boss, đam boss nè. Rồi đem tiền nam. Áo cái bàn, áo cái bàn, áo cái bàn. Thôi, là áo cái bàn rồi, đủ. Thánh nhờ của năm rồi. Đâu, xem à... Ây, áo này cũng được, cũng được. Bỏ lên, bỏ lên. Đó, đồng. Ôi, 50, 30. Mắt luôn rồi, vãi lên. Bán em, bán em. Ghè ghè, nói phong ca liền. Nói phong ca liền. Vừa đi vừa quỳ, vừa đi vừa quỳ. Trời ơi. Áo ngon, phục hồi ngon. Mắt ộp luôn, vãi lên. Mắt thuận thử, mắt phục hồi. Mắt thuận, mắt phục hồi. Mắt phục hồi, một kháng làm người hối, hai cấp được một ngon được. Là ngon đâu, đẹp đâu, trời ơi. Đâu đâu, ghè bót áo của anh phong ca lên đây. Ghè, còn ghè bót áo lên của anh Phong Ca thử. Này áo Phong Ca có 44. Rồi. Nói anh Phong Ca lên liền, lụm áo xài liền luôn đi được ấy. Áo đấy ngon hơn, nói chung thì xuống lực tay chút mà nó trâu. Đồng cường. Nó hơi một pháp, à nó xuống lực tay một xíu, hơi khó nha. Xuống lực tay một chút. Không, nếu mà mặc nem hành ấy, thì mặc cái áo đấy được. Lúc nào nem hành thì áo thổ này được. Ừ, nem hành kim ấy là nó tích được 2 vòng. Cho anh Phong Ca này với, phục hồi. Phong Ca bỏ cái áo này cũng uổng quá, 3 cấp, 2 cấp cũng đẹp. Đúng rồi, áo kia nó có kỹ năng mà. Chung là đẹp. Đó là em mặc chiếc nem hành nè anh ơi. À, bán ghẹ ghẹ xài nem hành này được. Ít hôm nó trả đồ cho anh Phong Ca nên xài nem hành này được. Được đấy. Ít hôm nữa trả đồ anh Phong Ca rồi em mặc lại nem hành áo á. Xong mà thấy đẹp quá thì bán lời cho kia đó. Ủng hộ. Ủng hộ. Đúng rồi. Đúng rồi, ít hôm nó đầy. Xe vừa kia nó gộp về nhiều lắm. Nhỏ cái mình đồ mà áo đẹp. Đúng không? Ai đó được đúng không? Ai đổi 12 kim? Ai đổi 12 kim? Ai đổi 12 kim? Thì vậy mới nói nhiều cái em mở ra em cứ đỡ lại 12 kim, đúng giá 12 kim không à. Mà khi nào mở ra cái mắt biết gì cái gái không ai cần ấy lỗ. Nói chung là nó vui thôi, chứ áo này bán 12 kiểu mai mua rồi. Rồi ok, anh em đi nhận lương em ơi. Áo này là ngon rồi anh em à. Xấu người. Nó đầu qua đó mở giờ có. Cái chỗ anh chiến lơ anh chỉ luôn đó anh em. Quá đẹp. Rồi đỡ em nha anh Hy ơi. Ok. Rồi về nhận lương em ơi. À, Khải Tâm Thánh Lâm Tiếng Nhạn Dương Doraemon Tùng. Anh Tùng gì đi em ơi. Đây cầm thủ vật lý với kháng tất cả thấp quái không thọ mua cho cung luôn mang cho nó trâu. Những người đam bot kết bot nhiệt luôn em ơi. Ưu tiên những đem anh Tùng này, gia cát lượng này. Anh Tùng gia cát lượng là một
0091 kèm với 200 bot là anh Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng Khải. Rồi là 1291 giao dịch anh ơi. Ưu tiên những người góp bot giao dịch trước anh em ơi. Đó. Chưa có bao tay đồng cừu Thanh Trần ơi. Xong này, đó. Bot của anh em mình còn 7 con nha anh em. Cứ từ từ tà tà mình kiếm rương nha. Đó. Rồi, dẫn lượng tùng xong, đến là làm tiếng nhạc giao dịch. Anh em lưu ý là phải điểm danh phím 1 nha, làm tiếng nhạc ok này. Làm mình gọi tên làm tiếng nhạc từ đầu sẽ quen anh em, nhập báo gọi tôi khách mệt quá. Rồi này. Ông đổi tên dài dòng quá. À, tiếp tục anh em ơi, Dương ơi, dịu dịch. Ai à, anh Cường dịu dịch luôn này. Dương này, đó, góp bot này, đó. Rồi, công đam này. Dương này. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Mèo này. Anh Huy này có không ta? Huy Doraemon ok này, Huy Doraemon giao dịch luôn anh ơi. Tính ra anh ơi, anh test trong phần cái rương hồng kỳ phong phái đầu tiên này. Đầu tiên đẹp đấy. Còn đây. Rồi còn bên Tâm Thánh nữa thôi. Còn lại anh em có boss gì anh em ơi? Giờ em chỉ còn có một cái tư đồ mà ráng cố gắng làm đủ 40 nhiệm vụ anh em. Tâm Thánh online, Tâm Thánh ơi. À Tâm Thánh đồ hả? Ok. Rồi nè, những anh em đang boss gì nhận này. Mèo nhận em ơi. Đánh nhanh nữa mà. Mèo này. 200 xu này. Đánh chút mình lên 58 liền. 33 ghẹ gọi đầu thứ giảng thiết cộng bon tình anh em với AKK luôn á. 400 sâu lữ bố và sĩ ưu tú Tâm Thánh AKK Hồn Dung lợi sĩ ưu tú là của anh Cường mà mẫu quân của anh Huy mà. À anh Huy đã nhận rồi, anh Huy mới nhận rồi. Mèo xong là cộng bon này, dịch này cậu ông. Cậu ông này. Em cũng không biết, em cũng không biết anh Huy đỡ lại em bao nhiêu nữa anh em à. Tình anh em trên ban thôi mà. Tình anh em giao dịch này. Ok anh cho anh em trên ban hỏi á. Em mà đánh năm hình cũng được. Mở trải nghiệm là mở trải nghiệm là vui rồi đúng không anh? Đây. Sài Gòn mưa lơi Sài Gòn. Những em về giao dịch anh em ơi. Nam Mùa Dung. Nam Mùa Dung. Ủa thằng lành nó điểm danh cái nào mà sao không thấy nó ta. Hồng Dung không phải. Nam Mùa Dung. Hai người sĩ ưu tú. Lần này có đánh không? Lần này có đánh không em ơi? Gì thì đứng đây nè, có đánh không em? Điện danh lượng bố. À ok, lượng bố, giờ em ơi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. 33, AK này ghẹ nhầm 400 này. Bao nhiêu thiệp ra luôn? Thiệp á? 400, 300 thiệp. Thói là anh 500 xu. Em phải thói là anh 500 xu là đúng. Ơ lộn lộn 50 xu. 50 xu. Thói là 50 xu. 300 thiệp có 150 xu à. Nhiều 300 thiệp nhân cho 0.5. Chẳng phải 450. À 150 nhờ 150. Này đưa em 250 xu với 150 thiệp á. 250 xu với 300 thiệp giao dịch đúng rồi. Ờ giữ ra chứ 300 thiệp. Mình tính lộn thành 450 giao dịch. Đâu rồi? Rồi đó đem tắt rồi chạy gì liền. Rồi còn ai nhận nữa nha anh em ơi. Anh hát được cuốn này giao dịch anh ơi. Anh nhận 200 xu luôn nè vui anh ơi. Giao dịch. Mở cái đường. À chán là áo cũng lồn 41 triệu rồi. Giờ anh ơi. Trên này là người sĩ ưu tú điểm danh 2 lần, coi như bù cho anh 1 công đi.
Ủa sao một người sở ưu tú của Bách, một người sở ưu tú của Hoạch là của ai nữa? Là một người đúng không? Của anh luôn. Anh không biết, anh bấm hết từng cái. Ok ok. Lấy 100 vàng được không? Ok, em giao dịch anh 100 vàng. Giao dịch. Ờ đâu, 200 xu là 140 vạn đúng không ta? Ờ đúng rồi, 140 vạn. Giao dịch anh ơi. Lấy tiền vàng chạy lông ngông chơi đi. Rồi, lấy tiền vàng nè anh ơi. Rồi, còn ai nè? Hoàng Dung, anh Cường đâu? Nhìn anh Cường ơi. Em bị con kim. Ok, rồi xong, chốt con sát đây, tới giờ tính. Rồi xong. Anh em xem video này đừng quên cho Khả Nhỏ một like chia sẻ cho anh em ơi. Quá nhỏ luôn em ạ. Thôi thành Tương Dương Nam anh em ơi. Đây. Quá ra liền. Quá nhỏ. Đúng rồi, quá bên đó ra, ra nhanh lắm anh Tấn ơi. Đến giờ này đây. Đây 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 đây. Nhỏ quá. Trên cái bãi đó mà chị lên chị xuống là ra liên tục, ra liên phanh rồi. Bao giờ? Thì... cũng chưa lên đồ đâu em ơi. Ít hôm nữa Khả sẽ lụng năm đồng cho anh em xem. Rồi, ok man. Hoàng Dung, ok ok ok. Anh em nào trong bang có đỡ lại cho chị nha anh em. Nhìn ơi. Anh Cường Hoàng Dung là một cái công nam châm cấp boss và một công phụ boss. Anh Cường 500 cộng 200. Rồi, giao dịch là 700. Rồi, còn 20 phút nữa. Ghê con thiện tích không em?